Mời quý vị khán giả theo dõi bản tin cập nhật 10 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran ngày hôm qua cho biết, các đơn vị phòng không của nước này đã đánh chặn một số lượng lớn tên lửa của Israel và ngăn chặn máy bay quân sự xâm nhập không phận Iran trong cuộc tấn công hôm qua. Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết Israel đã phóng đại cuộc tấn công này. Tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran cho biết, máy bay Israel đã sử dụng không gian dành cho quân đội Mỹ tại Iraq, cách biên giới Iran 100 km, để bắn một số tên lửa không đối không tầm xa và một số radar biên giới ở các tỉnh Ilam và Khuzestan, cũng như một số radar khác ở ngoài ô Tehran. Theo tuyên bố của tấn công gây ra thiệt hại hạn chế, ngoài ra một số lượng lớn tên lửa đã bị đánh chặn và máy bay Israel đã bị chặn không cho xâm nhập không phận Iran. Tuyên bố cũng cho biết Iran có quyền đưa ra phản ứng hợp pháp đối với hành động xâm lược vào thời điểm thích hợp, tuy nhiên nhấn mạnh đến nhu cầu ngừng bắn bệnh vững ở Gaza và Liban để ngăn chặn các vụ thảm sát dân thường. Hãng thông tấn quốc gia Liban NNA cho biết quân đội Israel đã cho nổ những ngôi nhà ở các làng biên giới khi sử dụng 400 tấn thuốc nổ đã phá hủy một đường hầm của lực lượng Hezbollah sau hơn một tháng tiến hành cuộc chiến tranh toàn diện theo nna quân đội israel ngày hôm qua đã cho nổ tung và phá hủy những ngôi nhà ở làng biên giới adesa nna cũng đưa tin về những vụ nổ lớn ở làng biên giới frakila đồng thời cho biết những cục khó bốc lên phía trên khu vực này theo người phát ngôn quân đội Israel, 400 tấn thuốc nổ đã được sử dụng để cho nổ một cơ sở ngầm chiến lược của Hezbollah dài hơn 1,5 km ở miền nam Liban. Phương tiện truyền thông nhà nước Liban đã đưa tin về một số vụ nổ của Israel nhắm vào các ngôi nhà ở các làng biên giới trong những ngày gần đây. Theo Hezbollah, họ đang chiến đấu với quân đội Israel ở cự ly gần tại các làng biên giới Liban. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày hôm qua kết thúc chuyến công du Ấn Độ với nhiều thỏa thuận hợp tác nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước. Trong 3 ngày công du Ấn Độ, Thủ tướng Olaf Scholz và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi đã có các cuộc hội đàm tại New Delhi và đã đạt được 27 thỏa thuận. Trong đó, Đức cam kết tăng gấp 3 số lượng thị thực được cấp cho người lao động Ấn Độ có tay nghề từ 20.000 lên đến 90.000 mỗi năm để giúp thúc đẩy nền kinh tế Đức. Hai nước cũng đạt được các thỏa thuận về chia sẻ thông tin mật, hỗ trợ pháp lý, tăng cường hợp tác quân sự, hợp tác nghiên cứu và sản xuất nhiên liệu Hyrosan. Hai nhà lãnh đạo Đức Ấn cũng nỗ lực thúc đẩy và đạt được tiến triển về thỏa thuận thương mại tự do giữa Ấn Độ và Liên minh châu Âu. Về phía Ấn Độ, ông Modi cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn với Đức, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng vạn ninh. Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử quốc hội ở Crudia ngày hôm qua cho thấy đảng giấc mơ Rudia cầm quyền chiến thắng và có khả năng giành được đa số ghế trong quốc hội. Sau khi kiểm 70% số phiếu, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Rudia Georgi Kalandarishvili nói, Đảng giấc mơ Rudia giành 935.004 phiếu bầu, từ 2,26.000 điểm bỏ phiếu, chiếm khoảng 52,99%. Tôi nhấn mạnh, đây là kết quả sơ bộ. Đảng đối lập chính là phong trào dân tộc thống nhất, không thừa nhận kết quả và gọi đây là sự gian lận. Lãnh đạo đảng bà Tina Bokuchava nói, Kết quả tham gia của hai công ty quốc tế đáng tin cậy cho thấy đảng đối lập dẫn đầu với khoảng cách rộng khoảng 10%. Nhưng kết quả được Ủy ban bầu cử công bố lại cho thấy kết quả trái ngược hoàn toàn. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Grudia, sử dụng thùng phiếu điện tử, được lắp đặt tại 74% các điểm bỏ phiếu và bao phủ gần 90% số cử tri. Có 48.000 quan sát viên địa phương và quốc tế có mặt tại cuộc bầu cử. Kết quả cuối cùng sẽ công bố ngày hôm nay. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ bà Kamala Harris ngày hôm qua đối đầu gây cắt trong buổi vận động tranh cử tại Michigan. Với khoảng 8,4 triệu cử tri đã đăng ký và 15 phiếu đại cử tri, Michigan là một trong bảy bang chiến địa quyết định kết quả tranh cử trong cuộc bầu cử lần này. Tại đây, ông Trump và bà Harris cạnh tranh phiếu bầu cử tri người Mỹ, gốc Ả Rập và người Hồi giáo. Ngoài ra, công nhân tại thành phố Detroit vốn lo ngại việc xe điện có thể định hình lại ngành công nghiệp ô tô Mỹ cũng là nhóm cử tri được quan tâm. Tại buổi vận động ở vùng ngoại ô Novi, ông Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột và mang lại hòa bình cho Trung Đông. Ông cam kết với công nhân ô tô sẽ đảo ngược tình trạng suy thái kinh tế ở Detroit và toàn quốc. Trong khi đó, bà Harris vận động tranh cử cùng cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama tại thành phố Kalamazoo, tập trung vào sự tương phản giữa bà và ông Trump trên quan điểm về quyền phá thai và các loại thuế quan. Ghana hôm qua bác bỏ thông tin cho rằng các phần tử thánh chiến hồi giáo ở Burkina Faso dùng miền Bắc Ghana làm căn cứ hậu cần và y tế để tiến hành các cuộc nổi loạn. Trong tuyên bố hôm qua, Bộ An ninh Ghana cho biết không có thỏa thuận nào với phần tử thánh chiến hồi giáo, đồng thời án việc mô tả Ghana là tuyến tiếp tế cho phần tử thánh chiến. Tuyên bố cho biết Ghana liên tục tiến hành các hoạt động ngăn chặn mọi sự xâm nhập của khủng bố hoặc di chuyển xuyên biên giới của phần tử thánh chiến. Ghana có chung đường biên giới dài 600 km với Burkina Faso, quốc gia nằm ở trung tâm các cuộc nổi loạn liên quan đến Al-Qaeda và tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Bài viết của hãng tin Reuters trước đó cho biết, chính phủ Ghana dường như làm ngơ trước những kẻ nổi loạn vượt biên từ Burkina Faso để tích trữ thực phẩm, nhiên liệu và thuốc nổ, cũng như đưa những phần tử thánh chiến bị thương vào bệnh viện để điều trị. Quý vị khán giả vừa theo dõi bản tin thế giới trưa 10 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai.